thịt đây đúng không? Đây là đất thịt này. Đây này chỉ là đất thịt này các bạn. Đất này chỉ là để chát này, giống như là đất đất sét. Còn mà đất này là đất đầm đây này các bạn này. Đấy, đất này là đầm lên mà có tí cát với cả đá bé này này. Sỏi bé này. Nó mà không bị nứt. Tính theo mét vuông hả chú? Hay là tính theo nhà? Tính theo ngày thôi. Tính theo ngày công. Xem anh ấy đầm chú. Giai đoạn đầm đất đây có phải ướt hơn không anh? Ướt như nhau hết rồi. Ướt như nhau hết à? Mình chỉ trà này xong mình đập vào thôi. Đúng rồi. Lên máy hoạt động rất là cao. Bắt đầu tưới nước lên xong rồi mới bắt đầu đập cho nó bóng như thế này, đánh bóng, giai đoạn đánh bóng. Cái này phải dùng bạt để che lại trời mưa to.
tại là nhà này là đang chuẩn bị lợp, làm tất cả những khung sườn này đều bằng cái cây sa mộc ấy. Ở trong làng Nậm Đâm này hầu như là dùng toàn là cây sa mộc hết, ở trên này nó không bị mọt. Đây là những cái tường này, tường rất chắc chắn đấy các bạn. Bác đang đánh bóng, dùng nước xong đấy là dùng cái ấy để đập này cho nó bóng ra nó đẹp. Đó, bắt đầu lợp lên, lợp một cái mái có thể lợp bằng ngói đây. Đây nhà này là 100% là toàn bằng tường đất hết các bạn. Như ở video này trước mình có nói là cứ tầm 40 phân như này thì mọi người sẽ để những cái thanh tre nẹp như này, để thanh tre như này để cho nó cái tường này nó vững này các bạn, nó không bị nẻ. Cứ mỗi một cái lớp bên này là có cái tre như này. Đây nhà anh đang làm 1, 2, 3, 4 cái băng gà lâu. Bắt đầu khoét những cái cửa sổ như này. Khi mà làm xong tất cả những bức tường này, người ta đã khoét xong, mình đục khoét xong đây, cửa này mà. Nhà anh này thì làm cái bức tường này là 40 phân. Thường thường thì sẽ làm từ 40 cho đến 80 phân. Nếu mà 80 phân thì làm cái nhà của nhà sàn, nhà 2 tầng thì làm 80 phân. Đây lại thêm hai cái ba cái băng gà lâu nữa. Nhà này thì lại lợp bằng mái tôn, tôn chống nóng. Đây thì lợp bằng tôn chống nóng, ở bên kia thì anh kia lợp bằng ngói. Đây nó cái nứt nẻ như này thì sau này người ta sẽ dùng cũng là đất rồi. Đất mà ướt hơn thì người ta chèn vào đấy xong rồi đập lại bắt đầu. Nhưng cái đây tường này thì khó đổ nha các bạn. Đây là một cái homestay và có rất nhiều cái bungalow các bạn này. Những cái bungalow này làm đã xong hoàn thiện hết rồi, đã đưa vào sử dụng rồi. Những bungalow rất là đẹp đấy, tất cả là bằng chỉnh tường đất hết. Thì bên trong mọi người ốp thêm những cái miếng gỗ vào để nó đỡ bị bẩn này. Rất là đẹp này các bạn. Đây là những cái bungalow, đây là bungalow của chị Hồng Thu ở Nậm Đâm. Đây phòng đôi này, cũng rất là đẹp này các bạn. Đây, ở bên trong này thì mọi người cũng đánh bóng, cũng chát qua rồi. Và có những cái góc gần với cả giường thì mọi người ốp gỗ. Rất là đẹp này các bạn. Những nhà ngôi nhà chỉnh tường đất mang cái phong cách truyền thống của đồng bào người Dao. Rất là đẹp.